Rồi con ha, thì anh em sẽ sẵn lên dốc rồi con ha. Thì cũng nghỉ rất là lâu rồi ha, bây giờ anh em mới lên lại ha. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Thì mình chắc nó trước về khó chạy khó ngồi hả? Đó, ai? Cái gì khó chạy lắm con ha. lên dốc ai đó hồi lên nhóm ga rồi nghe. Rồi tiếp tục mấy anh lên dốc cùng con ha. Lên đó 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 ơi 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 lên ok lên ơi đó ai 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 tiếp xuống đường mương rồi Rồi mấy anh em tiếp tục lên dốc rồi con ha. Hiện nay là cũng mới vào vụ lại. Ê, ê. Lên dốc. Ê. Ok. Tiếp tục. Ê. Phải làm một hai pha rồi chứ hai cái đồ đã thấy vậy chứ khó chạy lắm rồi bà con ha, vậy không phải dễ chạy đâu, khó ăn lắm à. Gặp cái dàn cài để kế bên đây nữa nguy hiểm, chạy nhắc tay liền. Giỏi nữa ha. Phụ. Sao xí cà que luôn rồi? Quẹo đầu rồi đó, xí que tới giờ. Ơi. Dướng mới cài à, dướng dàn cài rồi. Rồi, lên đường. Vậy chứ khó chạy lắm con ha. Tiếp tục anh em lên sàn lên dốc. Thằng kia răng kia chạy ra. Trời ơi, rồi kia lạc nó chạy lạc rồi kia kìa. Đó, lạc nó kìa. Lộn con mèo luôn rồi. Rồi miếng nữa coi. Anh chống nạnh luôn rồi. Mà sao quá. Tiếp tục anh em lên dốc. Cái diện khó lên lắm bà con khó chạy lắm. Rồi anh em đang tiến vô. Lên. À, ai. Xíu nữa. Rồi tiếp tục lên dốc, Đó.
vậy khó chạy lắm mọi con ha. Anh em tiếp tục lên dốc mọi con ha. Lên 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 à, vậy khó, cái gì chứ khó chạy không mọi con à. Dàn cài để đây lên là mấy anh em lên hơi bị khó mọi con ha. Sợ ngã vô đây kìa, ngã đây nguy hiểm lắm. Rồi mấy anh em tiếp tục lên dốc mọi con ha. Lên 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 à, à. Ok. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp. Ai ai ai. Ok. Tiếp tục tiếp tục. Lên 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 lên. Đó đó đó. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Ai ai ai. Quá nguy hiểm quá nguy hiểm. Tiếp tục tiếp tục. Anh em lên lên dốc lên dốc. Cái này cứ xe yếu à. À ai 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 ai. Xém không nổi luôn mà con. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục. Xe mấy này yếu á. À, à. Đường nó hơi lúng rồi con ha. Nó chạy nó hơi khó chạy. Đó la 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 la. Đó, đó. Đó, hai cục rơm sắp rớt luôn rồi. Cắm trước luôn rồi. Tôi đi ra ngoài ruộng cái không có mạng không biết. Tiếp tục tiếp tục anh em lên dốc. Lên lên lên. À ai 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 ơi ơi. Xém xuống mương luôn rồi. Ok. Rồi tiếp tục mấy anh lên dốc, mấy anh lên dốc. Đó đó ai ai ai. Bảy ốc bảy ốc. Xém xém xém. Tiếp tục anh em lên dốc, anh em lên dốc. Lên 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 lên. Đó. Ok. Tiếp tục tiếp tục tiếp tục anh em lên dốc, anh em lên dốc. Ê ai 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 ai. Nó vướng cái bực gì á. Buổi chiều hôm nay thì nhiêu thôi bà con ha. Hẹn bà con hôm sau mình gặp lại nha. Tại hôm nay mấy anh em chở người có hai chuyến á. Thì bà con hẹn bà con vào clip sau ha. Bà con nhớ đón xem. Ủng hộ ổ kênh mấy anh em chở rơm vui lắm. Thì bà con ha.